Các bác nhìn xem nhé, chiếc xe với thiết kế form dáng nhìn rất đẹp mắt, vừa xịn vừa sang. Thế nhưng mà chiếc xe này chỉ có giá vài chục triệu đồng thôi, chỉ bằng những chiếc xe máy của các bác hiện tại các bác đang dùng thôi các bác nhé. Cực kỳ là tiện nghi và hiện đại, mà thậm chí nhiều con xe đời cao, nhiều con xe vài trăm triệu chưa chắc đã có và chưa chắc đã đẹp bằng. Đây các bác nhìn xem là có ghế điện nhá. Đây, ghế này ghế điện đây, công tắc điều chỉnh điện đây, vẫn lên xuống ra vào rất là êm và nhẹ. Gương kính điều chỉnh điện được làm ở đây đây, bốn kính điện và đây là gương điện các bác nhá. Và khu vực chỗ này được thiết kế bằng chất liệu da xịn, và phần táp lô này được thiết kế bằng chất liệu da xịn nữa các bác nhá. Có vô lăng gật gù này, gật gù vô lăng đây, đây là chỉnh đèn đây. Đấy, bốn chấu đây, vô lăng bốn chấu các bác nhá. Vô lăng vẫn đẹp này. Và có điều hòa auto tự động các bác ạ. Có điều hòa auto tự động luôn nhá. Đây, được nằm vào vị trí này đây này. Đấy, điều hòa tự động luôn các bác ạ. Đấy, và có màn hình giải trí, có camera lùi. Đây là một số vị trí mình bấm đèn. Đây đèn đây. Đây chìa khóa ổ khóa ở đây các bác nhá. Và táp lô của chiếc xe này được thiết kế các bác nhìn xem, nhìn rất hay và đẹp mắt đúng không ạ? Đấy, chỗ này bằng chất liệu da xịn nha các bác nhá. Đấy, chất liệu da xịn đây, nhìn rất sang luôn này. Mặt đồng hồ đây, có cả vòng tua máy luôn các bác nhìn xem. Và trần của xe thì nó là trần nỉ các bác nhá. Đăng kiểm vẫn còn, đăng kiểm đến cuối năm. Vâng. Và vị trí chỗ này có thiết kế cảm biến lùi chống va chạm. Trần nỉ của xe vẫn còn khá là đẹp luôn các bác ạ. Bộ ghế da của xe thì vẫn còn đẹp, vẫn còn mới các bác nhá, không bị rách chỗ nào cả. Đấy, vừa rồi các bác nhìn sơ qua bên ngoài và sơ qua bên trong của chiếc xe thì các bác thấy là chiếc xe này thấy có đáng mua không ạ? Đấy, vài chục triệu đồng thay một chiếc xe máy của các bác thôi, có thể đổi ngang với một số những chiếc xe máy của các bác đang dùng hiện tại các bác nhá. Đấy, mua về tránh mưa, tránh nắng, tránh rét. Đấy, đi an toàn. Đấy, rất là hay luôn cho một chiếc xe mà nó đẹp như này và giá nó rẻ như thế này các bác ạ. Đấy, vâng. Bác nào mà đang đi làm công ty, đang đi làm công nhân, lương tháng vài chục triệu đồng các bác bỏ ra, chỉ vài tháng lương thôi, vài tháng lương công nhân thôi, các bác đã có thể mình mua và sở hữu ngay một cái mẫu xe đẳng cấp, một mẫu xe chất lượng như này, mẫu xe phân khúc hạng D rất là dài, rộng, to, cao. Các bác nhìn xem hình thức đẹp đúng không ạ? Các bác nhìn xem này, hình thức rất đẹp luôn. Với phần cặp đèn pha của nó còn các bác nhìn xem rất là trong. Đây đèn pha đây các bác nhá, có bi cầu thủy tinh được nằm ở bên trong cái đèn pha này, các bác nhìn xem này. Và đèn pha các bác nhìn này, như mới đúng không ạ? Nước sơn của xe đây. Đấy, rất là sáng bóng. Mặt nạ ga lăng của chiếc xe thì nó giống như là mặt nạ ga lăng của chiếc xe La Lốt, nhưng mà không phải, đây không phải là chiếc xe La Lốt đâu các bác nhá. La Lốt thì nó sẽ kém chất lượng hơn rất là nhiều so với chiếc xe này. Đã nhìn thì giống thôi nhưng mà không phải nha các bác nhá. La răng đúc này đấy ạ, là la răng đúc nguyên bản theo xe. Nhìn la răng của xe rất giống với lại Mac Maybach đúng không ạ? Đấy, Mac F Maybach đấy ạ, rất giống luôn. Đấy, la răng nhiều chấu mà. Và có phanh đĩa nhá, có phanh đĩa luôn, phanh đĩa, phanh ABS được nằm bên trong luôn các bác ạ. Một dàn lốp của xe thì vẫn còn dày. Đấy, vẫn còn rất là dày nhá, chạy thoải mái luôn các bác ạ. Các bác mua chiếc xe này về mình không cần phải thay lốp đâu. Và đèn của xe nó đây, các bác nhìn xem này, đèn rất là mới luôn này. Trong sáng, có đèn bi cầu thủy tinh nằm bên trong. Máy số của xe đại chất các bác nhá. Một mẫu xe đến từ thương hiệu của Hàn Quốc mang tên là Daewoo Leganza. Đấy. Chiếc xe này chẳng qua đời nó thấp một tí thôi, đời 98 thôi các bác nhá. Nhưng mà về chất lượng của xe thì nó lại còn cực kỳ là cao luôn các bác ạ, còn cực kỳ cao luôn. Đây các bác nhìn xem cho em, với cái màu sơn rất đẹp và nước sơn rất bóng, và thân vỏ khung sườn chiếc xe cực kỳ dày dặn và chắc chắn cứng cáp các bác nhá. Đấy, không mục mọt các bác nhá, thân vỏ xe là không mục mọt, tuy rằng đời không cao thế nhưng mà thân vỏ xe vẫn còn cực kỳ ok luôn. Ở phía sau có camera lùi và có những cái mắt cảm biến lùi chống va chạm. Đấy, form dáng sedan hai đầu, cốp đằng sau rất to rộng nhá. Và em rất thích cái khu vực này luôn này. Đấy, nhìn nó bầu bầu này, nó không giống như La Lốt mới lại Lubiza đúng không ạ? Nhìn La Lốt Lubiza cái phần này nó nhìn nó hơi xấu đúng không ạ? Nhưng mà chiếc xe này các bác nhìn xem, nó vuốt từ cái vị trí này, vuốt xuống nhìn như là một chiếc xe sang đời cao đúng không ạ? Lốp dày là cả dàn luôn các bác nhá, cả dàn luôn các bác ạ. Đấy. Hôm nay video này thì em sẽ mời các bác mình xem thật là chi tiết về chiếc xe. Các bác nếu đang quan tâm, các bác đang tìm mua một chiếc xe ít tiền vẫn đảm bảo độ ngon, độ chất, vẫn đảm bảo là hiện đại, an toàn, các bác mình chốt luôn, các bác mình múc luôn cho em chiếc xe này về dùng nhé. Quá ok luôn cho một chiếc xe ít tiền đúng không ạ? Các bác tới địa chỉ 90.2 Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương cho em. Đấy, và liên hệ cho bên em để bên em chỉ đường cho, và bên em có thể các bác như mình có cần tư vấn ở trên điện thoại, bên em sẽ tư vấn luôn trên điện thoại cho các bác nhé. Và đây các bác nhìn xem cho em này, em đang bắt đầu em quay kỹ lưỡng và chi tiết cho các bác xem này.
Đối với phần cánh cửa này đấy ạ, nó là chất liệu da nhá. Đấy, loại da đây, da rất là sang và xịn. Và các bác nhìn xem cái phần táp lô, táp ni của xe thiết kế nhìn rất đẹp mắt. Nhìn những cái đường uốn lượn của nó, đúng không ạ? Nhìn rất là sướng mắt luôn. Nhìn rất sướng mắt luôn. Em rất thích form dáng của chiếc này nhá, từ phần form dáng bên ngoài cho đến cái phần nội thất bên trong được thiết kế nhìn rất là hay. Nhìn như là những chiếc xe đời cao, đúng không ạ? Thiết kế nhìn như là những chiếc xe đời cao luôn. Và đây là phần vách cửa này. Đấy, ghế đây này. Đấy, sàn lý các bác nhá. Sàn của xe thì nó là sàn lý, được lót thêm một cái tấm cao su lót ở trên. Đấy. Chiếc xe được thiết kế là số sàn máy 2.0 các bác nhá. Máy 2.0 số sàn. Đấy, xe chạy cực kỳ sướng luôn. Và xăng nhiên liệu của xe chỉ tầm khoảng là loanh quanh 7 đến 8 lít trên 100 km thôi các bác nhá. Vâng, và đây là phần táp lô của chiếc xe các bác nhìn thấy này. Cái phần này bằng chất liệu da nhá. Đấy. Nhìn rất là xịn sò luôn đúng không ạ? Thiết kế bằng da nhìn rất là xịn sò. Chỗ này thì có một cái lốt bẩn một tí, các bác mình vệ sinh hết nhá. Những cái cửa gió, những đồ nhựa bên trong xe này, các bác nhìn xem những cái cửa gió không bị gãy vỡ này. Không bị thiếu và không bị gãy vỡ nhá. Điều hòa vẫn mát sâu mát lạnh luôn. Đấy. Hệ thống lái, hệ thống côn, hệ thống phanh. Đấy. Côn số lái, phanh pháo của xe rất ok, không có vấn đề gì nhá. Đấy, ok, đã vâng anh vào ngắm đi ạ. Đấy, có khách đến xem xe. Ở chỗ này nhá, thì các bác thấy là có một cái phanh tay này. Đấy, và đây có một cái vị trí để đựng đồ đựng nước này. Và đây là cái vị trí cho mình tì tay đựng đồ này. Đấy. Có chỗ này nhá, các bác nhìn xem này. Có thiết kế ở cái vị trí cho mình là cắm điện ra 12V. Hoặc là các bác mình có thể là châm thuốc lá ở đây được. Gạt tàn thuốc lá ở đây. Đây là những nút bấm này, hệ thống điều hòa của xe các bác nhá. Đấy, các bác mình đã thấy chiếc xe này nó ok tới đâu chưa ạ? Các bác đang ngồi xem mà rảnh tay nhấn cho em những cái lần like, những cái lần chia sẻ ủng hộ em với nhá. Em cảm ơn toàn thể các bác rất là nhiều. Đấy. Một chiếc xe rất đáng để cho các bác mình sử dụng, rất đáng những cái lần like, lần tim đúng không ạ? Đây các bác xem cho em một số vị trí nữa. Đối với cái phần mép cánh cửa nhá, nó chỉ bẩn bẩn này, nó chỉ bẩn bẩn này thôi. Đấy, nhưng mà mình nó hơi bạc bạc sơn được một chút. Nhưng mà cái này mình có thể sơn vào được nhá. Mình có thể sơn vào được nhá các bác. Đấy, mình có thể sơn vào được. Đấy, mép cửa đây. Và tắp đi cánh cửa đây. Đấy, chỗ này thì nó hơi nhăn theo thời gian một tí này. Kiểu người ta tì tay vào đây nhiều thì nó nhăn nhá. Nhưng mà chưa bị rách các bác nhá. Vẫn là da xịn của theo xe đấy ạ. Đấy. Ok chưa? Có tuyệt vời luôn đúng không ạ? Đấy, ghế bên trong này. Ghế hai màu. Nội thất rộng rãi. Rồi ok. Các bác mình về mình có thể là sơn tỉa một chút phần lòng trong cánh cửa để cho nó mới hơn, cho nó đẹp hơn một chút nữa. Hết có mấy trăm nghìn thôi là mình có thể sơn được rồi. Còn bên ngoài nhá, bên ngoài thì không có một vết xước nào cả, cực đẹp luôn rồi. Bên ngoài thì ok nhá. Cực đẹp, cực ok. Đây các bác nhìn xem lốp dày này. Tiếng quay cả gầm nữa để các bác thấy được là gầm của chiếc xe là như nào. Và cái đèn này nhá, không có đèn này nó không phải vỡ xấu gì nhá, mà nó chỉ bẩn thôi nhá. Nó dính keo đây nhá, nó dính keo mình về vệ sinh ngay là được ngay. Đấy, vệ sinh là ok ngay. Đấy, đây là cốp phía sau xe. Đẹp thật đấy các bác nhỉ. Đấy. Một con xe đến từ thương hiệu của Hàn Quốc mà nó rất là lành tính luôn, rất là bền và kinh tế. Đấy. Tiết kiệm những cái chi phí mà sau này các bác dùng. Trong này đồ đoàn sửa chữa thay thế nó cực kỳ rẻ, rẻ như xe máy luôn các bác ạ. Đây các bác xem này, đấy, chỗ này đấy, đã quay rồi đúng không ạ? Đấy, xem thêm một số vị trí khác nữa cho mình nhá. Đây các bác xem. Nó sướng mắt luôn đúng không ạ? Và kính của chiếc xe này cũng đã được dán rồi đây. Đấy, dán rồi đây các bác này. Bốn kính điện lên xuống êm ái nhẹ nhàng nhá. Mọi chức năng của xe nó đang hoạt động tốt. Mua về các bác mình đi luôn, dùng ngay thôi. Mà không cần phải sửa gì nữa. Đấy, có chỗ này nó hơi bị bạc sơn một tí các bác này. Ở chỗ này nó bạc sơn một tí, mình về mình chấm nó vào, mình sơn nó vào nhá. Tự chấm được, mình mua một lọ sơn về mình tự chấm vào được ngay. Nó sẽ nhìn nó sẽ không bị sứt sứt như vậy nữa các bác nhá. Đấy, em chia sẻ với các bác mình như vậy. Ở chỗ này nó xấu một tí này. Chỗ này mình về mình xử lý lại, mình dán lại nhá cho nó đỡ bị nhăn như này nhá. Đấy. Vị trí da trên đây vẫn còn ok này. Vẫn ok này các bác này. Những cái vị trí này được sơn vân gỗ rất là sang luôn đúng không ạ? Nhìn rất sang. Đây các bác xem cho em. Cái gioăng này nếu mà mình có thay đi chăng nữa, ví dụ đi
ví dụ mình có thay đi thì hết có 300.000 một cái gioăng thôi, nó rẻ lắm các bạn. Đấy, rẻ cực kỳ luôn nhé. Hai ghế trên này mình có thể là ngả nghiêng các kiểu được. Ở chỗ này có một vị trí cho mình đây, cái này này em đấy, mạnh tay quá thì nó ra đấy, có mình lại đặt vào bình thường nhá, đặt vào bình thường. Và chỗ đấy là để gạt toàn thuốc lá nhá. Và phía sau này được trang bị có một đôi loa này cực khủng luôn, đập rất hay, đấy, âm thanh nghe rất chất luôn. Tổng nó có 4 loa, âm thanh nghe cực chất luôn nha các bác. Đấy, cửa đóng các bác nghe này, đấy, phập cái luôn này. Lốp thì dày rồi đúng không ạ, lốp dày cả 4 quả nhá. Mua chiếc này là mình lợi một sàn lốp rồi các bạn. Tôn vỏ của xe các bác nhìn xem, nếu mà tôn vỏ mà kém mà bị đâm đụng, bị tai nạn thì những cái phần vỏ nó không được căng đều như này đâu. Con này của em tuy rằng đời thấp thế nhưng mà cũng không bị đâm đụng tai nạn, tai nạn giao thông gì đâu các nhá. Không ngập nước, không thủy kích gì, giấy tờ pháp lý chuẩn chỉ. Nếu bác nào muốn sang tên thì bên em hỗ trợ sang tên cho. Còn theo em thì con xe nó ít tiền mà, sang tên lại hết mấy triệu đúng không ạ? Sang tên lại bị tổn thất của các bác mất mấy triệu, cho nên là theo em thì các bác cứ để nguyên cái biển kia cho em. Đấy, em làm giấy mua bán cho nó đi bình thường. Sau này có thích thì không đi nữa thì bán lại cho bên em vẫn mua bình thường nhá. Em vẫn mua lại bình thường. Đấy, vâng. Đèn sau xe đây, đèn sau cũng rất là đẹp luôn này. Đèn sau cũng rất là mới luôn. Đấy, các bác có thể nhìn thấy xe nó ok như thế nào. Cái nẹp kính này nha, bác nào cũng thích về mình ốp cho em cái một cái tấm inox vào đây cho nó sáng. Đấy. Ốp một cái tấm inox vào cái phần nẹp kính đấy, hoặc mình thay luôn cái nẹp mới không sao cả, rất đơn giản thôi nhá. Đây, ốp nó răng đấy các bạn này. Cái trong có phanh đĩa nhá, phanh đĩa đồng hoàng chứ không phải phanh tăng trống đâu. Em mời các bác xem cái phần gầm của xe đây, các bạn nhìn này. Đấy, gầm nó không mục mọt nhé các bác nhá. Đấy, các bạn nhìn xem này. Có thể thì nó hơi móp móp một chút vì đi quẹt cọ dưới gầm hơi móp móp tí thôi, nhưng mà không bục mọt gì đâu các bác nhé. Máy đây, em mời các bác xem phần động cơ của máy xem luôn. Chỗ này là vị trí để cho mình mở cabo nhé. Đấy, còn chỗ này để đựng đồ nhé. Đấy, rất là hay luôn đúng không ạ? Đây, một cái cửa gió nữa này. Rồi, ok. Các bác xem thêm cái chỗ nào chiếc xe thì hãy báo bên em. Bên em gửi video dành cho các bác mình xem qua Zalo nhé. Các bác kết nối Zalo bên em. Thì em sẽ đọc số điện thoại để cho các bác mình lưu vào, các bác mình tiện liên hệ. Đấy. Cái ti chống cabo xe, cái thủy lực này, hai cái thủy lực này. Hai cái ti thủy lực này. Nó vẫn còn rất là khỏe luôn các bác ạ. Đấy, cabo xe thì vẫn còn đây vẫn còn lý này, lý hơi bẩn tí đúng không ạ? Và đây máy đây nhá. Máy xe thì rất là sáng luôn. Máy của xe này rất là ngon luôn các bác nhá. Nổ êm, chạy ngon. Nói chung là máy số của xe không có lỗi gì đâu. Không có lỗi về máy và số nhá. Bên em đã kiểm tra máy và số rồi. Các bác mình yên tâm về máy số. Vâng. Đấy. Nhìn chiếc xe nó như này cơ mà. Nhìn nó bồ bĩnh bĩnh này, nhìn nó rất là hay. Và đây là mẫu xe phân khúc hạng D các bác nhá, chứ không phải là phân khúc hạng A, hạng C, hạng B, hạng C đâu. Nó hạng D luôn đấy ạ. Chạy rất sướng, chạy rất đầm luôn. Chạy sướng như kiểu Camry luôn đấy ạ. Đấy, gầm thì nó hơi móc méo tí thôi chứ còn thì không bị mục mọt nhá. Sợ nhất mục mọt thôi đúng không ạ? Còn móc méo thì đi ra ngoài kiểu đá nó bắn lên mà mình đi mình cọ vào cái bờ vỉa hè đúng không ạ? Thường thường nó hay bị móc một tí. Đấy, như vậy thì chiếc xe này em quay đến đây cho các bác mình xem là cũng tương đối là đầy đủ và chi tiết rồi đúng không ạ? Các bác mình liên hệ nhá. Đây là số, đây là đăng kiểm tháng 12 năm 22. Con này các bác mình cứ điện đăng kiểm cho em là 6 tháng một lần. Và không niên hạn sử dụng nhá. Đi suốt đời luôn. Đi suốt đời các bác nhà mình luôn. Đấy. Các bác mình cứ giữ gìn cho em. Đi mình bảo dưỡng định kỳ, thay dầu thay mỡ. Đấy. Thì chiếc xe này nó luôn luôn tồn tại với các bác mình theo thời gian nhá. Theo thời gian và theo năm tháng. Các bác có thể đi suốt đời chiếc xe luôn. Không có vấn đề gì cả. Xe ô tô cũng như xe máy thì cũng chả có cái gì cả các bác ạ. Các bác mình cứ thay dầu thay mỡ, thay lốp, thay má phanh. Đấy. Bảo dưỡng các thứ cho nó đầy đủ ngon lành là cứ thế chạy thôi các bác ạ. Vâng. Thì video này em cũng review tương đối là đầy đủ rồi đúng không ạ? Các bác mình cũng đã xem đầy đủ rồi. Thì liên hệ cho bên em ngay sớm nhá. Theo ba số điện thoại hotline là 0938586307 hoặc 0389000055 hoặc 0335838389. Em đọc lại nhá, là 0938586307 hoặc 0389000055 hoặc 0335838389.
đây ba số hotline, ba số Zalo của bên em. Bên em có đổi xe nhé, đổi xe máy, đổi lên ô tô, đổi ngang hoặc đổi cát. Đấy. Và bên em nếu bác nào mà có nhu cầu bán lại xe cho bên em sẽ mua lại cho với giá thành hợp lý. Các bác mua chiếc xe này về, mình mua đi một thời gian rồi, mình bán lại cho bên em không lỗ đáng bao nhiêu đâu. Hoặc các bác mình đang có xe gì mình có đổi cho bên em, có thể là bán lại cho bên em. Xe gì bên em cũng mua, cũng nhập các bác nhá. Nhập hết, sáng nay cũng mua một chiếc xe Kia Morning cỏ cỏ kìa. Đấy, xe Kia Morning cỏ loanh quanh 100 triệu đồng thôi các bác ạ. Được không? Rất nhiều xe nhá. Được không? Video này thì em làm tới đây cũng là tương đối đủ rồi. Mới được gửi chi tiết rồi. Các bác hãy nhanh tay nhấc máy gọi điện bên em để chốt giá đẹp nhé. Đây có hai vợ chồng mang cả con đến xem xe. Anh chị đến xem xe anh chị ơi. Đó. Mình đến xem xe. Vâng, anh chị vào xem xe đi. Vâng. Ok nhé. Thì video này em làm tới đây thôi. Xin được tạm dừng và kết thúc. Chào tạm biệt các bác. Hẹn lại các bác vào chương trình video lần tiếp theo. Đấy. Cảm ơn bác đã quan tâm, ủng hộ đến kênh, đến siêu thị ô tô Hải Dương ạ. À.